Thưa quý vị, liên quan đến vụ nâng khống giá bán kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, tại cuộc họp báo về công tác chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 20 tháng 12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thành phố không mua và sử dụng kit xét nghiệm của công ty này. Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lý do không mua kit test COVID-19 của công ty Việt Á là do đã chọn mua bộ kit của một số công ty có thương hiệu, sản phẩm bán rộng rãi trên cả nước với giá phải chăng, thấp hơn nhiều so với giá của Việt Á đưa ra. Hơn nữa, trong suốt thời gian dịch bệnh, thành phố Hồ Chí Minh nhận được nguồn tài trợ kit rất lớn với hơn 13,5 triệu bộ. Em trong cái thời gian mà HCC tổ chức đấu thầu mua sắm vân vân thì công ty Việt Á nó có đến chào giá, nhưng tôi thấy giá cao và loại ngay từ đầu và khẳng định cái việc đó. Và cũng nói thêm là bất cứ một cái hoạt động mua sắm vào trong thời gian vừa qua thì HCC tuân thủ rất là nghiêm các chỉ đạo, các hướng dẫn của bộ, của sở, của thành phố. Cũng theo CDC thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố có rất nhiều cơ sở y tế. CDC thành phố không quản lý việc mua bán kit xét nghiệm của các cơ sở này, nên không có thông tin các cơ sở đó có mua và sử dụng kit của công ty Việt Á hay không. Sau khi chủ việc tại công ty Việt Á bị phát hiện khởi tố, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm các loại kit xét nghiệm.